Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lật mở những trang sử đầy biến động của triều đại nhà Lý, đặc biệt là giai đoạn cuối cùng dưới sự trị vì của hai vị vua Cao Tông và Huệ Tông. Tôi thì thấy giai đoạn này khá rối ren, nhiều biến cố, không biết thực hư câu chuyện ra sao. Rất may hôm nay chúng ta có chuyên gia sử học Tiến sĩ Lê Văn Nam ở đây để giải đáp những thắc mắc này. Xin chào Ngọc Mai. Xin chào quý vị thính giả của Khám phá lịch sử. Thật vui khi được chia sẻ những câu chuyện lịch sử thú vị này với mọi người. Ngọc Mai nói đúng, giai đoạn cuối triều Lý đúng là một mớ bòng bong, nhưng thú vị ở chỗ, nếu ta gỡ từng nút thắt, ta sẽ thấy được bức tranh lịch sử hiện lên rất rõ nét. Tôi rất tò mò biết những nút thắt đó là gì, có lẽ chúng ta nên bắt đầu với vua Cao Tông. Tôi đọc đâu đó hình như, ngay từ khi lên ngôi, ngài đã gặp rất nhiều khó khăn. Đúng vậy Ngọc Mai. Điều thú vị là năm 1175, khi vua Anh Tông băng hà, người kế vị lại không phải là người được lòng tất cả mọi người. Long Chát lên ngôi, tức vua Cao Tông, nhưng Chiêu Linh Thái Hậu và con trai là Long Sưởng lại không đồng tình. Chuyện này cũng giống như việc chọn người lãnh đạo vậy, đâu phải ai cũng ủng hộ ứng viên chiến thắng đúng không? À ra vậy, vậy sau đó chuyện gì đã xảy sẽ... ra? năm 1179, quyền thần Tô Hiến Thành qua đời. Sự ra đi của ông đã tạo cơ hội cho Thái hậu đưa em trai mình là Đỗ An Thuận vào triều. Giống như một đội bóng mất đi huấn luyện viên thế lực mới sẽ nổi lên. Và rồi, mọi chuyện càng phức tạp hơn khi Cao Tông lập Đàm Thị làm hoàng hậu, cứ như đổ thêm dầu vào lửa vậy. Thật sao, nghe có vẻ tình hình chính trị lúc đó rất căng thẳng. Chính xác. Và rồi, sau cái chết của Đỗ An Thuận và một vài nhân vật quan trọng khác, Đàm Dĩ Mông, em trai Hoàng Hậu, lại trở thành người nắm quyền. Lúc này, họ đàm như cá gặp nước, thế lực ngày càng lớn mạnh. Năm 1203, cuộc nổi dậy của Phí Lang nổ ra. Sự kiện này giống như một cái mụn nhọt bị vỡ ra, phơi bày tất cả những mâu thuẫn âm mỉ bên trong triều đình. Điều này thú vị quá. Vậy còn sự kiện Quách Bốc năm 1209 thì sao thưa anh Nam? Đây mới chính là bước ngoặt. Hành động của Quách Bốc tuy là vì trung thành với Phạm Bình Di, nhưng lại vô tình tạo cơ hội cho Trần Lý can thiệp vào triều chính. Cao Tông phải chạy loạn, giống như thuyền trưởng phải bỏ tàu vậy. Trần Lý nhân cơ hội này đưa hoàng tử xàm về, tạo tiền đề cho việc lên ngôi sau này. Ồ, ra là vậy. Vậy là đến thời vua Huệ Tông rồi. Tôi được biết ông cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, phải không anh? Đúng vậy. Huệ Tông lên ngôi trong bối cảnh rối ren, Giống như bước vào một căn phòng đầy bụi vậy, mối quan hệ giữa nhà Lý và họ Trần ngày càng phức tạp, nhất là khi Huệ Tông lập con gái Trần Lý làm hoàng hậu. Đây cũng chính là nước cờ quan trọng giúp họ Trần từng bước nắm quyền. Tôi cứ nghĩ việc lập con gái Trần Lý làm hoàng hậu là để củng cố mối quan hệ giữa hai gia tộc chứ. Ngọc Mai tin ý đấy. Đúng là ban đầu có mục đích đó, nhưng họ Trần đã khéo léo biến nó thành cơ hội để thâu tóm quyền lực mâu thuẫn giữa Thái hậu Đàm Thị và Trần Tự Khánh càng đẩy Huệ Tông vào thế khó. Sự kiện vua và hoàng hậu chạy đến chỗ Trần Tự Khánh năm 1216 cho thấy Huệ Tông gần như bất lực trước quyền lực của họ Trần. Thêm vào đó, bệnh tật của Huệ Tông càng làm tình hình thêm trầm trọng. Nghe thật đáng buồn. Vậy cuối cùng chuyện gì đã xảy ra thưa anh Nam? Cuối cùng, Trần Thủ Độ ép Huệ Tông nhường ngôi cho Chiêu Thánh sau đó, sắp đặt hôn nhân giữa Chiêu Thánh và Trần Cảnh. Và năm 1225, Trần Cảnh lên ngôi, chính thức khép lại triều đại nhà Lý và mở ra kỷ nguyên nhà Trần. Wow, quả là một câu chuyện đầy kịch tính. Cảm ơn anh Nam đã chia sẻ những thông tin thú vị và góc nhìn mới mẻ về giai đoạn cuối triều Lý. Qua câu chuyện này, tôi nhận ra rằng sự suy yếu của bộ máy nhà nước, mâu thuẫn nội bộ và sự trỗi dậy của ngoại thích đã góp phần dẫn đến sự sụp đổ của nhà Lý. Thật đáng tiếc cho một triều đại đã tồn tại hơn 200 năm. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.